chưa, mình chưa, lúc đó mình chưa để ý, cho nên mình mới là phải là gọi này nọ, mình phải là biết rõ cái sự kiện. Ai nhè, tự nhiên cái mình thấy con kiến thứ 4 nó bò vô là trời ơi, 4 con mà nhưng mà cái lỗ con luôn á, thằng thái hồ luôn, ủa cái chuyện này chuyện này, nó cái bốn bò vô lỗ, mà cái dìm 4 con nó xoay qua, nó dắt dơ một cái này lên, nó rủ con kiến thứ 5 bò vô một cái lỗ. Đó, mày chưa thấy như sao? Giờ cái 5 con kiến ngoài vô cái lỗ rồi, giờ mình chịu không nổi. Mình muốn gà luôn mà không biết làm gì luôn á. Không biết làm gì. Bự không? Hả? Cũng vừa vừa, cũng bự. Dạ. Nó bự mà nó ngón tay vậy luôn nè. Rồi cái hả, chúng lẽ giờ mình ở không, rồi cái mình đang đi gọi, gọi người ta. Rồi cái hả, con kiến thứ 6 mà vô, cho đi vô sao? Rồi là sao? Họ dù có thấy nguyên một bài kiến không, nếu nó như là bữa sáu bài nè, sáu bài thôi nè, nó hồi cái điện nó bung ra, cái ở đâu đi dắt thêm một con nữa, nội là con thứ 7 mà cái lỗ, rồi dù đứng ở đó nhiều biếm từng con một quá, trời ơi mắc cười. Chưa từng lấy ai mà đứng đó điếm từng con một mẹ. Nhưng mà một hồi là một bầy kiến tới phải không? Mới có bầy con thôi. Nó trên lại mắc cười quá. Không tin tưởng mà kêu bảo vệ tới. Trời ơi, có kiến không mà làm gì bảo vệ như thì bảo vệ đó mới là chuyện. Kiến luôn quá là ghê. Sợ quá trời luôn. Là đừng ghê hả? Bảo vệ vừa vô ai về dèm dưới đôi giày của những người bảo vệ lôi một con kiến vô nữa mà tới oh yeah người vậy thắng không.